Xin chào tất cả các bạn hôm nay thì mình sẽ chia sẻ tới bạn một vài cách để chúng ta có thể kiểm tra độ nhớt bôi trơn của xe máy xem chất lượng như thế nào và cách kiểm tra ra sao theo yêu cầu của một số bạn gửi cho mình để kiểm tra được chất lượng dầu bôi trơn thì các bạn cần dựng xe ở trên một cái bề mặt phẳng và các bạn nên dựng chân chống giữa nên và để xe trong khoảng từ 10 cho tới 15 phút sau khi đã nổ máy Tiếp theo là bạn sẽ kiếm một cái mảnh vải thật sạch và khô Rồi bạn sẽ tháo và vặn con ốc của cây thăm dầu này ra Các bạn sẽ xoáy theo chiều bên tay trái Rồi bạn sẽ lau sạch cái đầu que thăm dò này đi Cái đầu que thăm dò này thì có một số người người ta gọi là thước thăm dò dầu bôi trơn rồi các bạn sẽ cắm vào và các bạn giữ tầm khoảng từ 3 tới 5 giây. Các bạn cứ cắm vào giữ nguyên nhé, không cần vặn ốc vào đâu các bạn. Sau đó là các bạn sẽ rút ra để kiểm tra cái mức độ vạch hiển thị ở trên cái thước thăm dầu này. Hiện tại ở cái thước thăm dầu này thì mức độ dầu bôi trơn của cái xe này mình kiểm tra thì thấy ở đây dầu bôi trơn đang thiếu các bạn ạ. Thì cái dầu bôi trơn này nó chỉ ngấm được một đoạn ở trên cái thước này, tức là dầu bôi trơn đã thiếu nếu mà theo tiêu chuẩn ý, thì dầu bôi trơn sẽ rơi tầm khoảng ở cái đoạn giữa này đây đây các bạn thấy này có cái ba cái khung gắn này đây cái đoạn giữa theo hình tam giác này đây cái đoạn giữa này thì nếu dầu ngập lên tới đoạn giữa thì mới đủ gọi là đủ tiêu chuẩn trên cái thước thăm dầu này đều có những cái vạch quy định mức trung bình và mức mắc của nó tức là mức cao nhất và cái mức hiện tại dầu ở đây đang là thấp nhất rồi đấy thì cái mức điểm giữa này này đấy. cái mức điểm trên cùng này là mức điểm cao nhất nếu mà dầu nhiều quá thì cũng không tốt đâu các bạn đấy chỉ để ở cái mức giữa thôi các bạn rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ thêm bạn một cái cách nữa đó chính là kiểm tra chất lượng nhớt trong quá trình các bạn đi thì các bạn không để ý số km bạn đi là bao nhiêu thì các bạn có thể kiểm tra theo bằng cái cách này các bạn sẽ chấm cái nhớt này lên tay này và các bạn sẽ xoa xoa xem nếu mà các bạn cảm giác thấy nó còn trơn ý và không có cảm giác nó rít rít thì là cái chất lượng dầu này nó còn tốt ngoài ra thì các bạn có thêm một cái cách nữa đó chính là chúng ta sẽ quan sát màu sắc của cái dầu bôi trơn này đây cũng bằng cách chúng ta chấm thêm dầu bôi trơn mà chúng ta sẽ bôi ra tay và chúng ta sẽ quan sát màu của em nó. Nếu màu chuyển sang màu nâu mà hơi vàng vàng ấy thì là cái chất lượng dầu bôi trơn này nó còn tốt. Mà nếu cái màu này nó chuyển sang cái màu đen sẫm hoặc là đen kít mà có nhiều mạc ấy thì là cái chất lượng dầu bôi trơn này nó kém rồi, các bạn nên thay đi. Đấy, mình sẽ kiểm chứng cho các bạn một cái xe khác có chất lượng dầu thấp hơn mình sẽ cho các bạn các bạn chờ một tí nhé đây đây là một cái xe khác mình test cho các bạn thấy này thì cái chất lượng dầu này nó màu đen kít luôn các bạn các bạn thấy không và mình cho lên tay mình xoa xoa thì mình thấy dầu nó rất là nì chứng tỏ ở trong cái dầu này nó có nhiều mạc mạc kim loại các bạn thì nó sẽ cảm giác nì và không trơn và cái màu dầu của nó đen xịt luôn vậy là cái dầu này chúng ta cần phải thay đây là ở trên cái xe khác nhé lần nữa mình sẽ nói sau còn đối với cái xe này thì nó đang thiếu dầu mình sẽ đổ thêm dầu bôi trơn vào nha các bạn nếu mà dầu bôi trơn nó kém rồi thì các bạn nên thay nhé còn cái xe này dầu bôi trơn nó còn tốt đấy các bạn à nhưng mà nó đang thiếu dầu thì mình sẽ đổ thêm vào tại vì đôi khi những cái xe cũ mà chúng ta hoạt động ấy thì nó hay thường chảy dầu ra ở một số những cái phớt mà chúng ta không biết được nó rò rỉ rất là nhỏ thôi đi nhiều thì nó sẽ bị hao hụt đi các bạn hoặc là động cơ đốt trong của nó bị à, hở mét xe măng thì à, cũng bị à, cái tình trạng này hoặc là hở cái à, gioăng cao su ở chỗ cái nấm su ấy thì cũng bị à, ăn dầu ăn nhớt nói chung là cái xe khói xanh ấy là xe hay bị ăn dầu ăn nhớt nhất nhưng mà cái xe này của mình nó bị à, rò rỉ do do à, cao su ở một số nơi thôi rồi bây giờ mình sẽ cắm cái que thăm dầu này và mình chờ đợi trong khoảng à, mấy giây để cho cái giờ nó chảy xuống đều. Mình sẽ cho các bạn thấy này. Đấy, cái vạch thăm dầu này nó đã được hiển thị qua cái vạch giữ một chút này. Đây các bạn nhìn thấy rõ không? Đấy, qua cái vạch giữ một chút như thế này thì là đúng tiêu chuẩn luôn. Vậy là có thể đạt được chất lượng tốt, dầu vừa đủ. Đấy, và cái chất lượng dầu này mình vừa đổ vào thêm thì nó là dầu mới đâu thì không nói đâu các bạn chú ý là khi các bạn đổ dầu ấy thì các bạn đổ cái mức độ nó vừa phải thôi nếu mà các bạn vượt qua cái mức độ vạch giữa ấy, thì nó hay xảy ra cái hiện tượng là nó sẽ bị xì dầu ở cái nỗ thông hơi ở trên động cơ ấy. trên động cơ xe máy thường thường nó sẽ có một cái nỗ thông hơi nó hay rì dầu nếu các bạn đổ quá nhiều thường thường thì à, các bạn à, khi đi xe máy mới ấy, xe máy mà các bạn mới mua mà các bạn đi ấy, thì rơi tầm khoảng từ một 2 cho tới ba thì các bạn có thể thay dầu được rồi. đấy theo khuyến cáo của một số nhà sản xuất. Xe mới thì các bạn đi thì bạn tầm như vậy bạn thay. Còn xe cũ thì theo khuyến cáo của một nhà sản xuất thì các bạn đi thì các bạn đi tầm khoảng từ 700 cho tới 800 km các bạn là thay dầu. Đây là cái tiêu chuẩn mà nhà sản xuất người ta đưa ra đối với bạn đi thường xuyên nha các bạn. Đấy ngoài ra thì các bạn nên đổ à, dầu bôi trơn à, của những cái hãng tốt đấy, hãng à, có dầu chất lượng tốt ý, thì đi nó sẽ ổn định máy hơn và bền hơn. mình khuyên các bạn nên thường xuyên kiểm tra chất lượng nhớt của xe máy và kiểm tra mức độ à, nhớt xem các bạn còn nhiều hay không, có đạt đủ hay không nhá. mình thấy đối với một số chị em phụ nữ thì đi xe máy thường xuyên là không kiểm tra cái này đâu các bạn. thì à, với cách này thì à, chị em phụ nữ cũng có thể làm theo cách này và kiểm tra chất lượng nhớt của xe máy tại gia đình. Xe máy nào cũng có thể kiểm tra được như vậy nha các bạn, đều có mức tiêu chuẩn ở vạch giữa nha các bạn. Mình hy vọng video này sẽ hữu ích cho bạn trong cuộc sống khi gặp khó khăn. Các bạn thấy video của mình hay thì like và chia sẻ cho bạn bè. Và đừng quên nhớ nút biểu tượng chuông thông báo khi nào mình có video gì mới nó sẽ cập nhật cho tất cả các bạn nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.